Dạ, con mời cô Bộ uống nước trà. Uống trà hả? Dạ, nhà mình có yến. Dạ, chưa có điều kiện mua. Vậy thôi bữa nào mua yến thì mời luôn. Dạ. Vô vấn đề chính đi, nãy giờ câu giờ quá mấy đứa. Dạ, kính thưa cô có thể nào cô rộng lòng, cô ráng cho tụi con thêm mấy bữa nữa, xong rồi tụi con gom hết tiền tụi con trả cô được không cô? Dạ đúng rồi đó cô. Dạ đáng lẽ là tụi con trả sớm lắm rồi mà tụi con gom chưa đủ, mà mình trả lắt nhắt cũng như mình trả góp với cô, nó kỳ lắm. Chứ trước cô cũng mắc nợ mấy đứa đó, chứ bao nhiêu người hả muốn cô cho thuê nhà mà cô không cho, vì quá thương người cho nên bây giờ hại thân rồi nè, thấy không? Mấy đứa mướn nhà mà mấy đứa cứ để tháng nào cô qua cô đòi như vậy, người ta nhìn vô người ta nói cô dữ, chứ thật ra người ta đâu biết mấy đứa lì. Nhà đâu có cô Bộ nói nghe mà cô. Thật ra thì tụi con cũng định là cuối tháng này sẽ gom hết tiền trả cho cô, chứ bây giờ mà cô đòi liền ấy là tụi con cũng không có. Mà bây giờ cô có đuổi tụi con đi thì tụi con cũng không biết ăn ở đâu, ngủ ở đâu. Mà bây giờ tụi con đi ra ngoài kia cũng không bao giờ chắc tìm được một người cô chủ mà xinh đẹp, mà dễ thương, mà tốt bụng như là cô Bộ vậy đó. Nhà cô phải đó cô Bộ. Trời ơi, khổ quá à. Cứ vậy hoài, cứ biết người ta dễ mềm yếu mà cứ tấn công vô khen người ta đẹp rồi người ta mềm lòng mà, thấy chưa? Mà con nè, cô gấp ý con bao nhiêu lần rồi nha, giới tính cô khỏe mạnh, sao con phải tranh thủ ôm con quá vậy? Khổ quá, tôi chỉ dần dài. Cô là thuộc tiếp người dơ cao đánh khẽ. Chắc con đã nói như vậy rồi á thì thôi cô cũng mềm lòng đó. Cô cho các con á là 3 ngày nữa nghe chưa? Các con phải ráng tìm tiền á đưa cho cô đi. Còn nếu như không á, đừng trách sao cô độc ác. Dạ. Dạ cô. Cô Bộ. Thôi có 3 ngày làm sao mà kịp. Bây giờ hai đứa ráng tìm cách sao đi. Chứ thấy hả, cô Bộ là cũng biết trăm đầu tiền cho bằng được lắm á. Không khéo là anh em mình ra ngoài đường ở nữa. Trời ơi, khả năng ra ngoài đường ở là cái chắc rồi đó. 3 ngày là không có kịp gì đâu. Tiền ở đâu ra bây giờ? Bộ, đừng nói nữa. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, đừng có kiếm tôi, đừng có đi theo tôi nữa. Hãy để cho cuộc sống tôi nó yên đi được không ông? Bệ mà không theo Bộ, bệ biết theo ai? Thôi, ông biết theo ai là cái chuyện của ông, chứ tại sao phải hỏi tôi nữa hả? Thôi mà Bộ, đừng có đai nghiến tôi nữa. Dù gì cũng nể tình tôi là ba của con Hạ. Nhớ mà, dù sao cũng là người cha làm mất. Tha thứ cho anh một lần. Đúng rồi đó. Vậy là Bộ tha thứ cho bể rồi hả? Vậy Bộ hát thêm bài sum họp gia đình đi. Không thuộc. Bộ, lên. Hả? Em biết chú đó là ai không? Không biết ai hết á. Ê, hồi nãy anh thấu nghe câu chuyện á, thì anh thấy cái chú đó nói chuyện với cô Bộ với thái độ rất là tình cảm. Cái cô Bộ hát, cô Bộ cũng hát. Rồi khi cô Bộ hát bài sum họp gia đình, cô Bộ lại không hát. Vậy có nghĩa là cái chú đó vẫn còn tình cảm với cô Bộ. Vậy chỉ có thể là người yêu cũ. Người yêu cũ hả? Đúng rồi, kể từ ngày đó chú đó không thấy cô Bộ nữa, nên chú đó vẫn yêu thương cô Bộ. Mà bây giờ cô Bộ có gia đình rồi, cô Bộ không thể nào nói lại tình xưa được nữa. Trời ơi, trời là trời. Cái đầu của ông nó thấy gớm quá. Ông dán tóc lên giùm tôi cái đi. Ông tên bệ, bởi vì ông bệ rạc quá. Đẹp chưa? Tạm thôi. Cái mặt ông mà đẹp với ai? Sao ngồi mà cái vẻ là ủ rũ, buồn phiền, cái vấn đề gì vậy? Rầu vấn đề gì? Về kinh tế, chạy xe hay về gia đình? Chị đến nhà tôi á, chị năn nỉ vợ tôi cho tôi về nhà được không chị Hà? Này giúp không được. Trả lời thẳng đó, bị gì bà dữ hơn tôi mà. Rồi tôi qua ấy rồi bà chửi luôn tôi sao? Anh biết vợ anh cái giọng này, mỗi lần nói chuyện nghe lông ốc dữ lắm. Thôi tôi ngán bà, lại tới đây bảo vệ
vậy có dây xe nước tôi nữa sao tôi bán? Giọng trong queo à. Thôi, bây giờ vậy nè, giúp anh là tôi giúp anh bằng cách này nè. Ờ, không ấy trong thời gian này mà anh không có về được với nhà anh á thì thôi anh ghé nhà tôi, anh ở chung với tôi đi. Ở chung nhưng mà khác phòng, chung cái nhà thôi, tôi cho anh tá túc. Thôi. Làm như tôi ham ông lắm vậy đó. Tôi về nhà chị thôi, không về nhà vợ tôi vĩnh viễn luôn á. Sao vậy? Thôi cảm ơn chị, thôi được rồi. Để tôi tự tôi xử, thôi được rồi, cảm ơn chị. Ồ, thấy ghê quá. Thôi vậy tự suy nghĩ đi. Uống nước không? Thôi ngồi đó, muốn làm gì làm đi, tôi thấy cái mặt ông tôi rầu quá. Dì ha! Dì con. Dì. Dì. Hôm nay có gì mới uống không? Vậy y như cũ thôi. Hai ly ha. Ờ không, tụi con không uống đâu ạ, cảm ơn dì. Tại vì không có nước mới mà, nó cũ ngoài ngán rồi. Ủa đây chỗ bán nước kia đâu phải đình miễu đâu mà tự nhiên sao dông không vậy? Tới ngồi thôi à, kiếm chỗ vậy chứ không ai uống gì hết á. Mà khó khăn chuyện đó. Tôi không có khó khăn, nhiều khi giận người nấu vậy thôi chứ khó khăn quá tụi nó bỏ tôi sao. Nó ngồi nói chuyện đi. Dạ. Chú à, chú nhớ con không? Ờ, thấy cậu em quen mà tôi không biết gặp cậu đâu á. Bữa trước đó con mua giùm chú năm ly trà sữa chú nhớ không? À nhớ rồi. Ủa chú, hôm nay chú bị khách hàng bum hàng nữa hả? Không có. Sao mặt chú buồn? Con lận đó tẩn tới già luôn, không bao giờ dám đi xếp hàng nữa. Bây giờ trà sữa ôm bình thường thôi. Dạ. À, ở đây là cũng là bạn gái. Hả? Bạn gái chồng sớm. Ai bạn gái không? À không. Bạn chồng sớm. À. Bà đi rồi chứ bà bộ bà qua bà leo nóc nhà tôi bà nhảy nha. Không có. Lỡ lời. Ờ ông á. Ủa dạ, chú, tụi con đi đâu ạ? Con đi phát tờ rơi để tìm thêm khách hàng á, chú coi thử. Rảnh tới hôm kia tụi con nha chú. Phát tờ rơi để tìm khách hàng hả? Dạ. Tụi con á là công ty shipper chuyên giao hàng cho tất cả mọi người. Chú á cứ cần gì á cứ đến công ty của tụi con, bảo đảm hàng của chú sẽ được giao tới tận nơi. Sẵn tiện giới thiệu với chú luôn, con là Gia Linh. À. Chủ công ty. À dạ hả? Dạ. Ủa, vậy là tụi con làm với công ty shipper ở trong nhà của bà Bộ đúng không? Thuê nhà bà Bộ làm đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi đúng. Ủa, mà chú biết bà Bộ hả? Bà Bộ là... Là... Vợ chú. Ý, vậy là cái người đàn ông hồi sáng là chú hả? Đứng trước cửa nhà cái công ty của con á? Đúng rồi. Trời ơi, vậy là chồng của Bộ. Con cứ tưởng người yêu cũ của Bộ không à? Đúng rồi đó. Con. Bây giờ cũ rồi. Ủa sao vậy chú? Vợ có chú không có cho chú về nhà, đủ chú ra khỏi nhà, chú năn nỉ quá trời, chú khóc cạn nước mắt luôn mà cô Bộ cố chấp luôn con. Trời ơi, kỳ với chú. Nhưng mà con thấy cô Bộ cũng dễ thương mà, hay là chú thử năn nỉ cô Bộ thử coi. Năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn mà dứt quá không, tôi không còn yêu anh nữa. Các cậu đã hoài rồi. Thấy chú đáng thương quá. Với lại chú làm nghề xe ôm muốn cực lắm. Đúng con rồi. Nghĩ là chú nên về với cô Bộ đi, quản lý nhà cửa là được rồi. Nè, cô thấy vậy nè, cô góp ý kiến cho hổng ấy cho chú vô làm bảo vệ cho bên con đi. Cho chú làm sao cho con nhờ. Ừ, không? Ừ. Nhưng mà công ty con... Dễ không? Cô. Hả? Công ty của con không có đủ tiền trả đâu. Có ba đứa mà cô xây dở không được luôn. Tiền nhà không có trả cho cô Bộ, tiền đâu cô trả ai không được đâu chị Hà ơi. Cô làm bảo vệ ngay chỗ đó là bà Bộ đủ luôn mấy đứa này luôn đó. Ủa đúng rồi đó cô. Ý kiến tôi cũng bậy quá phải không? Chú. Nhưng mà thôi chú đừng có lo nha. Tại vì hồi sáng á, hai đứa con á, đứng nhìn thấy chuyện của cô chú hết rồi. Ừ. Con cũng nghĩ ra cách này giúp chú. Chú tin con nha. Lần này á, con với anh Phong sẽ cùng nhau giúp chú quay về với cô Bộ. Tụi con giúp chú hả? Dạ. Chú cảm ơn nha. Mà giúp bằng cách nào? Cha già mất nớp. Ông nghĩ là ông cho tôi cái món quà này là chuộc được hết tội lỗi của ông sao? Xem thường tôi quá. Mẹ, sao mẹ kỳ quá à? Dù gì cũng là ba của con. Với lại năm nào mà ba không nhớ tới ngày sinh nhật của mẹ, mà năm nào mẹ cũng không nhận, mẹ cũng bỏ hết á. Đối với mẹ, ông đã chết từ lâu rồi. Mẹ, ba của con mà mẹ cứ chuộc qua chết hoài à. Mẹ, có không giữ mất đựng tiền. Im miệng yêu nghiệt. Biết cái gì chuyện người lớn mà nói. Con đúng là cha nào con đấy. Mẹ. Mẹ. Thì con nói vậy thôi. Chứ tùy mẹ quyết định chứ bộ. Dĩ chơi mày ra luôn. Mẹ này kỳ ghê. Con người ai mà không có lỗi lầm.
Quan trọng á là ba con đã biết sửa lỗi rồi, mà sao mẹ cứ cố chấp hoài à? Mẹ, mà mẹ tha lỗi cho ba đi, để nhà mình có bệ hạ với mẹ. Mời má bé hạ chục nó. Ôi mà tôi biết lỗi tôi rồi, tôi xin lỗi chân thành rồi. Má của bé hạ, đừng đai biến tôi nữa. Anh nghĩ tôi đai biến là đủ sao? Sao anh không nghĩ lại cái quá khứ ngày xưa? Trước khi tôi gặp anh nhớ thân phận của tôi đi. Tôi là ai? Tôi là tiểu thơ lá ngọc cành vàng. Xung quanh tôi có biết bao nhiêu chàng trai săn đuổi. Tôi biết. Vậy mà tôi thương anh, tôi bỏ tất cả, bỏ cha, bỏ mẹ, cãi lời cha mẹ, tôi đi theo anh. Anh có nhớ những ngày tháng rực rỡ của vợ chồng mình không? Tôi biết, còn nó vàng son lắm. Vậy mà sống với nhau những ngày hạnh phúc thiệt là ngắn ngủi. Rồi anh bắt đầu tụ tập theo bạn bè, đua đòi ăn chơi nhậu nhẹt. Tôi là vợ anh, tôi muốn níu kéo anh lại, tôi muốn giữ cái hạnh phúc của gia đình mình. Những lần mà anh đi nhậu á, tôi gian xin anh ơi anh ở lại. Ở lại với em đi anh, ở lại. Vậy mà anh đâu có ở lại với mẹ con tôi đâu. Có một lần tôi quyết định là tôi bắt anh ở nhà, không cho anh đi với bọn xấu. Vậy mà anh nỡ lòng nào, anh đánh tôi lọt vô cái tủ quần áo, anh nhớ không? Và kết quả là tôi bị xảy thai. Nếu mà tôi không có xảy thai là bây giờ anh có thêm đứa con trai nữa. Con bé Hạ nó có được một người em. Gia đình này có người nói giỏi thông thường, anh biết không hả? Anh trả con tôi lại cho tôi đi. Tôi không có tha thứ cho anh đâu. Tôi mặt má Hạ, tôi biết lỗi rồi, đừng ai nghiến nữa. Ngoài cái chuyện ăn nhậu ra anh còn mê gái nữa. Tôi phải làm sao đây hả? Đừng nhắc lại chuyện cũ. Anh có biết cho đến bây giờ sao anh tôi nhớ? Mà gần anh tôi sợ lắm không hả? Tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi sợ anh lắm rồi. Anh nhìn cái cuộc đời tôi đi, anh nhìn đi. Nó y như đám trà này nè. Tôi thanh xuân như một tách trà, tôi rót hoa rót lại hết bàn thanh xuân.